Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị hay nhất và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Cao tốc Mỹ sập vì vụ cháy xe bồn. Đoạn cao tốc liên bang ở Pennsylvania, một trong những tuyến đường tấp nập bậc nhất Mỹ, bị sập sau khi xe bồn chở dầu bốc cháy bên dưới. Thống đốc Pennsylvania George Shapiro ngày 11 tháng 6 cho biết một phần đường thuộc tuyến cao tốc liên bang 95, I-95, chạy qua thành phố Philadelphia bị sập hoàn toàn trong đám cháy xảy ra sáng sớm cùng ngày. Sự cố xảy ra trong một xe bồn chở dầu bốc cháy ở đoạn đường bên dưới đường cao tốc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy khói lửa bốc lên từ đám cháy ở đường chui bên dưới, khiến đoạn cao tốc trên cao sập xuống. Thống đốc Shapiro nói rằng ông đã ngồi trực thăng khảo sát tình hình và đánh giá tuyến cao tốc bị thiệt hại đáng kể do sự cố. Tôi biết ơn Chúa vì không xảy ra thương vong với tài xế lưu thông trên cao tốc I-95, ông nói. Derek Palmer, quan chức cứu hỏa Philadelphia, cho biết đám cháy lớn và nhiệt độ cao từ xe bồn khiến phần đường trên cao bị sập. Hiện chưa rõ tung tích tài xế điều khiển xe bồn bị cháy và cảnh sát đang tìm kiếm người này. Thống đốc Shapiro nói, việc xây dựng lại phần đường bị sập dự kiến mất vài tháng và ông sẽ ban bố tình trạng thảm họa trong ngày 12 tháng 6 để giải phóng ngân sách phục vụ dự án sửa chữa. Đây là tuyến đường huyết mạch đối với lưu thông người và hàng hóa. Việc tuyến đường bị đóng sẽ tác động đáng kể đến thành phố và khu vực. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg cho biết trên Twitter thêm rằng văn phòng của ông sẽ cử người hỗ trợ ban khôi phục lưu thông trên cao tốc I-95. Với khoảng 160.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày trên đoạn cao tốc I-95 ở Pennsylvania, sự cố có thể dẫn đến tình trạng giao thông bị đình trệ nghiêm trọng khi kỳ nghỉ hè đang đến. I-95 kết nối các thành phố lớn dọc bờ đông của Mỹ, từ bang Maine đến bang Florida. Tin tiếp theo, nhân viên cứu hộ kể khoảnh khắc tìm thấy 4 đứa trẻ trong rừng Amazon. Khi 4 đứa trẻ nhìn thấy lực lượng cứu hộ dưới rừng rậm Amazon, chúng lập tức kêu đói, muốn ăn bánh mì và xúc xích. Truyền hình Colombia hôm 11 tháng 6 phát đi những hình ảnh về khoảnh khắc 4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon sau tai nạn máy bay gặp được những người cứu hộ. Cả 4 em nhỏ đều trong tiều tụy sau khoảng thời gian dài sinh tồn giữa nơi hoang dã. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RCVC, đội cứu hộ đã kể lại những giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ. Bé gái lớn nhất, Leslie, bế em trên tay chạy về phía tôi và nói, con đói. Nicolas Odenet Gomez, thành viên trong nhóm tìm kiếm, kể lại, một trong hai bé trai đang nằm trên mặt đất. Cậu bé đứng dậy và bảo tôi rằng, mẹ cháu mất rồi. Chúng tôi lập tức đáp lại bằng những lời lẽ tích cực, nói rằng chúng tôi là bạn, rằng chúng tôi được gia đình, cha, chú, các cháu cử đến, rằng chúng tôi chính là gia đình. Odonet Gomez cho biết thêm. Dù vậy, cậu bé chỉ nói rằng cháu muốn bánh mì và xúc xích. Một nhân viên cứu hộ khác giải thích về niềm tin của các bộ tộc bản địa rằng nếu tìm thấy một con rùa, người ta có thể xin nó điều ước và điều ước sẽ trở thành hiện thực. Anh cho hay đội tìm kiếm thực sự đã nhìn thấy một con rùa trong khu rừng, chỉ nửa tiếng trước khi tìm ra 4 đứa trẻ. Tôi nói với chúng nó rằng hãy giúp chúng ta tìm ra bọn trẻ, người này cho hay. Sau hơn 40 ngày giữa rừng rậm, lực lượng cứu hộ Colombia ngày 9 tháng 6 thông báo tìm thấy 4 em nhỏ người dân tộc bản địa Hutoto vẫn sống sót sau tai nạn máy bay hôm 1 tháng 5. Các em được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Bogota trong tình trạng rất yếu và dự kiến phải ở lại đây trong ít nhất 2 tuần. Những đứa trẻ được cho là đã vận dụng các kỹ năng sinh tồn, học từ trò chơi của bà để sống qua ngày, chặt lực lượng cứu hộ. Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi sự việc là bài học sống sót thần kỳ và tin rằng câu chuyện sẽ đi vào lịch sử. Rừng đã cứu các em, ông nói. Chúng là những đứa trẻ của rừng già và giờ đây là những đứa con của đất nước Colombia. Tiếp theo, nguyên nhân có thể gây vỡ đập Kherson. Một số người cho rằng đập Kharkovka vỡ vì kết cấu suy yếu sau nhiều thập kỷ hoạt động, song nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng công trình bị phá hoại.
Sáng sớm 6 tháng 6, đập thủy điện Kakhovka, nơi chứa lượng nước nhiều nhất trong số 6 con đập được xây từ thời Liên Xô trên sông Dnipro, bất ngờ bị vỡ, khiến hàng tỷ mét khối nước tràn xuống hạ lưu, gây ngập lụt khu vực rộng lớn ở Kherson. Con đập bắt đầu vỡ vào khoảng 2 giờ 50 sáng ngày 6 tháng 6, nhưng trong nhiều giờ sau đó, Vladimir Leontief, thị trưởng do Nga bổ nhiệm tại thành phố Nova Kakhovka, ở dưới chân con đập khẳng định tình hình vẫn bình thường và bác bỏ thông tin về bất cứ sự cố nào với đập Kakhovka. Nhưng đến sáng, khi video con đập bị vỡ bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, Leontief thay đổi tuyên bố của mình, thừa nhận con đập đã bị vỡ. Ngay sau đó, nhiều blogger ủng hộ Điện Kremlin và truyền thông nhà nước Nga đưa ra giả thiết đập Kakhovka tự sụp đổ do suy yếu theo cấu trúc thời gian. Đập Kakhovka đã hoạt động gần 70 năm, khiến một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân suy yếu cấu trúc gây vỡ đập không thể bị loại trừ. Kakhovka là đập trọng lực bằng bê tông, cao 35m và dài 85m. Đây là loại đập rất phổ biến trên thế giới. Nếu được thiết kế và xây dựng tốt, cũng như bảo trì đầy đủ, khả năng xảy ra sự cố là rất thấp. Ray Gop, giám đốc kỹ thuật kiêm trưởng nhóm về đập và hồ chứa tại công ty tư vấn HR Wallingford nói, tuy nhiên, không rõ con đập đã được bảo trì như thế nào trong hơn một năm xung đột. Khu vực xung quanh đập là một trong những nơi chứng kiến giao tranh ác liệt và con đập từng chịu thiệt hại trước đó. Một số đoạn ở phía bắc đập và vài cửa xã đã bị ảnh hưởng trong vụ nổ nhỏ vào tháng 11 năm ngoái, khi Nga rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper và Kherson trước đà tiến công của Ukraine. Ukraine sau đó giành lại thành phố Kherson nằm ở bờ Tây sông Dnieper, nhưng Nga vẫn kiểm soát khu vực bờ đông con sông và cả đập Kakhovka. Ảnh vệ tinh của Masa cho thấy con đường phía trên đập vẫn nguyên vẹn vào ngày 28 tháng 5, nhưng trong ảnh chụp ngày 5 tháng 6, một ngày trước khi đập vỡ, một phần con đường này đã bị sụp. Hiện chưa rõ việc con đường phía trên mặt đập bị hư hại ảnh hưởng thế nào đến kết cấu của thân đập. Dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Kakhovka có mức cao kỷ lục trong tháng trước. Theo HeroWeb, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia, hôm 5 tháng 5 cho biết mực nước trong hồ chứa Kakhovka đã tăng 17m, cao hơn 2,5 m so với mức bình thường. Các chuyên gia cho rằng để tìm ra nguyên nhân chính xác gây gỡ đập Kherson cần một cuộc điều tra độc lập để xem xét mọi dấu vết. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chiến sự hiện nay, cuộc điều tra như vậy là bất khả thi. Bản tin thứ tư, lãnh đạo Triều Tiên cam kết siết chặt tay với ông Putin. Ông Kim Jong-un bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược Nga-Triều Tiên, khẳng định Bình Nhưỡng ủng hộ và đoàn kết với Moscow. Công lý chắc chắn sẽ chiến thắng và người dân Nga sẽ tiếp tục ghi dấu thêm vinh quang vào lịch sử chiến thắng. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Nga 12 tháng 6. Theo ông Kim Jong-un, quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga là tài sản chiến lược quý giá và đất nước ông sẽ nỗ lực không ngừng phát triển mối hệ hợp tác đó. Ông cũng kêu gọi hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Moscow. Ông Kim Jong-un khẳng định việc siết chặt tay với Tổng thống Nga là phù hợp với mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng đất nước hùng cường. Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Nga nhằm chống lại các thế lực thù địch, tước đoạt chủ quyền và an ninh của Moscow đã bước vào giai đoạn quyết định mới và nhân dân Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết với Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Triều Tiên đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Nga, công khai ủng hộ Moscow trong các tuyên bố cũng như tại Liên Hiệp Quốc. Theo Bình Nhưỡng, chính sách bá quyền và độc đoán của Mỹ, phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ. Trong thông điệp chúc mừng ông Putin nhân ngày chiến thắng 9 tháng 5, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng Nga sẽ xóa bỏ mọi mối đe dọa từ thế lực thù địch, đập tan mọi thách thức và giành thắng lợi trên con đường bảo đảm chủ quyền, tự tôn của đất nước và sự ổn định của khu vực. Thường lệ thì bản tin thứ 5 trong ngày hôm nay cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có tập ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine tuyên bố có kết quả đầu tiên từ chiến dịch phản công. Ukraine cho biết
quân đội của họ để giành lại ba ngôi làng ở phía đông nam đất nước sau khi phát động chiến dịch phản công. Chúng tôi đang nhìn thấy những kết quả đầu tiên từ cuộc phản công, kết quả cục bộ. Valery Sersen, người phát ngôn khu vực quân sự Tabria, miền nam Ukraine, ngày 11 tháng 6 phát biểu trên truyền hình. Quân đội nước này cũng đăng tải video chưa xác minh cho thấy binh sĩ kéo cờ Ukraine tại một tòa nhà bị đánh bom ở làng Lahodani thuộc vùng Donetsk và tạo dáng với lá cờ của đơn vị họ ở làng Neskutne liền kề. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia sau đó cho biết lực lượng Ukraine đã giải phóng Makarivka, ngôi làng ở miền nam đất nước, và tiến thêm được từ 300 đến 1.500 mét theo hai hướng trên mặt trận phía nam. Chúng ta không bị mất bất kỳ vị trí nào ở các hướng mà quân đội đang ở thế phòng thủ, bà viết trên Telegram. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin từ phía Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 6 nói rằng Ukraine đã phát động chiến dịch phản công nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Moscow và gây thương vong nặng nề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội trong bài phát biểu qua video hôm 11 tháng 6. Tất nhiên, tôi biết ơn những người lính của chúng ta vì ngày hôm nay, từng lữ đoàn, từng đơn vị chiến đấu, ông nói, đề cập đến hai khu vực giao tranh ở miền đông và miền nam Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm 11 tháng 6 phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Ukraine đã phát động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu, xác nhận rằng các hoạt động phản công và phòng thủ đang diễn ra. Giới chức Ukraine đang áp dụng chính sách giữ bí mật nghiêm ngặt trong hoạt động và kêu gọi người dân không tiết lộ bất cứ thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công. Với thông tin nhỏ giọt từ Kiev và rất ít báo cáo độc lập từ tiền tuyến, hầu như không thể đánh giá được tình hình chiến trường. Đoạn video quay tại làng Lahodane cho thấy quân đội Ukraine ở bên trong một tòa nhà bị hư hại nặng khi tiếng pháo vang vọng lại từ xa. Chúng tôi đang đánh đuổi kẻ thù khỏi quê hương, đó là cảm giác ấm áp nhất. Ukraine sẽ chiến thắng, Ukraine là trên hết, một người lính Ukraine tuyên bố trong video đăng trên mạng xã hội Facebook. Nga ít nhất hai lần trong tuần trước nói rằng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công quanh làng Velika Novosinka lần đó. Khu vực phía đông nam đất nước được cho là ưu tiên của lực lượng Ukraine nhằm cắt đứt hành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Nga đã xây dựng các công sự lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc phản công của Kiev với hàng nghìn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Thứ trưởng Malia cũng cho biết thêm lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công ở miền đông gần thành phố Bakhmut và tiến được 250 mét hướng tới hồ chứa nước Benkhika tại đây. Nga tuyên bố đã kiểm soát Bakhmut vào tháng trước, nhưng Ukraine cho hay họ đã giành lại hai bên sườn của thành phố. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo một lữ đoàn mộ binh cơ giới cũng đạt được bước tiến ở thành phố miền đông Avdiivka trong những ngày gần đây và kiểm soát một vị trí của quân Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nhé. Cả nhà hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong nhiều ngày vừa qua và sẽ mong được sẽ được đông đảo tất cả mọi người ủng hộ mình trong những sắp tới nha. Và bây giờ thì tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại các bạn nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.